Dậy rồi à? Em đi. Dậy rồi à? Ra làm món gì? Đánh răng nha. Đánh răng nha. Ừ. Sao chị về đánh răng nha. Làm gì đấy? Muốn đánh răng à? Ừ. Đánh răng cho chị à? Hả? Hả Bi? À. Chị bé dậy đánh răng nhá. Đánh răng nhá. Chị bé Bi đi đánh răng nhá. Dậy sớm tí. À, chị bé Bi đi đánh răng nhá. Đánh răng rửa mặt nhá. Đi ngủ nhá. Chị đi xuống ăn sáng nhé. Làm ăn rồi đi nhé. À, đi ngồi đây chờ chị nhé. Chị lấy đồ ra làm cho đi ăn nhé. Ngồi chờ chị nhé. Ừ. Đi ngồi ngoan chờ chị nhé. Chị đi ăn khoai không? Nào chị gọt nước quả này nhé. Đi chờ chị nhé. Ôi cẩn thận đứt tay nhỉ. Nào. Chờ chị nhé. Đây, chị gọt xong rồi. Cắt ra nhé. Bây giờ chờ chị nha. Sắp xong rồi. Cắt rồi ông chị mang đi hấp cho Bi ăn nhé. Chờ chị chút nhé. Bi ơi, chị đặt nước vào đây nhé. Nào Bi lên đây ngồi đi. Chị mình đi lên ngồi nhé. À, ngồi đây, vào đây chờ chị nhé. Để xíu. Nè, chị mặc quang vào đây để hấp nhé. Thì ngon chưa? Chị đóng đại bông lại để hấp nhé. Muốn xem nữa à? À, tao Bi đại bông à. Nè. Để lên đây ngồi nhé, để chị mở bếp nhé, không nóng nhé. À, không muốn ngồi đây nữa à? Chị bé nhé. Này, khoai đã hấp khoai cho Bi đây. Không chị lấy ra cho Bi ăn nhé, đợi chín nhé. Nhé, chờ xíu nó chín nhé. Ừ. Cho Bi nhé. Phải ở nhà ăn ngoan như bố nhắc đấy. Bố nhắc hôm trước đấy. Ở nhà mà ăn ngoan của chị nhé. Ra kia ngồi chờ xíu nhé. Ngồi chơi chờ xíu rồi. Nó sắp chín rồi. Ngồi gì trong đấy.
Ok. À, đi đi ra đây. Để biết. Tìm gì? Hey. Hey, hey, hey. Hey, đi ơi. Lại móc. Tìm cái gì ở trong đấy? Hả? Tìm cái gì trong đấy hả? Hả đi. Cái tìm đấy. Chưa? Nào. Chưa muốn ăn gì? Gì đây? Chị bóp chân cho nhé. Chị xoa chân cho nhé. Nhé. Làm gì đây? Hả? Đếm ngón à? Mấy ngón đấy? Mấy ngón đấy? Hả? Thì bàn tay đem ngón tay. Đi chơi xong về phải ăn ngoan nhé. Ăn ngoan ngủ ngoan nhé. Đã xem khoai chín chưa nhé? Đi. Đi ra kia xem khoai chín chưa nhé. Đây xem khoai nào. Khoai ở bi đây. Khoai ở bi này ngon chưa? Ăn chưa bi rồi? Đi này. Đi này khoai của bi này. Khoai của bi chín rồi đấy. Chị lấy ra cho bi ăn nhé. Nhé. Bác không chị gắp ra ngoài cho bi ăn nhé. Ngồi đây chờ chị nhá. Chờ chị xíu. Nha, chả khăn cho Bi nhá. Chị gắp cho Bi nhá. Bi ngồi chờ chị xíu nhá, để chị gắp cho. Chờ nha. Nào ngồi 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 ngoan chờ chị, nó bị nóng đấy. Em không ăn được luôn đâu. Chờ chị nhé. Nào chờ chị, nó đang nóng, không ăn được luôn đâu. Vậy chờ chị thổi nhé. Đây, cho Bibi này. Nào ăn từ từ thôi. Đây, chị Bibi tự ăn nhé. Đây, Bibi cầm đi. Cầm, tự ăn nhé, để chị ăn nhé. Ngon không? Ngon không? Chị đã xúc ăn ngoan nhá. Thank you.
xúc lót cho Bi nhá. Này, nước hai miếng cuối rồi, sắp hết rồi, no bụng rồi. Nãy ăn từ từ thôi. No chưa? Chị cắt nhé, để chị dẹp đi nhé. Đây, chị lấy sữa cho Bi uống nhé. Đây, nào uống từ từ thôi. Đặt xuống. Hello. Chị lấy khăn lau miệng Bi nhé. Nè, uống xong chưa? Hết rồi à? Bụi Bi giỏi quá. Này chị cắt thế nhé. Này, để chị lau miệng cho Bi nhé. Nào chị lau tay cho nhé. Rồi, ngồi đây chơi nhé. Để chị đi dẹp dọn dẹp nhé.